Giá trị cốt lõi khi mà anh em tìm tới thương hiệu Longines đó là gì? Đó có phải là một chiếc đồng hồ đẹp, một chiếc đồng hồ đến từ một cái thương hiệu tên tuổi, danh tiếng với chất lượng đảm bảo qua rất là nhiều năm rồi không? Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh em một chiếc đồng hồ cực kỳ thanh lịch, công sở, mang dáng vẻ cổ điển, sang trọng, thanh lịch, tuyệt vời đến từ Longines. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của C-Watt Authentic, cho chữ tín, sống trọn đam mê và everlong time. Hôm nay thì em sẽ mang đến anh em một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập là Longines Prism, một chiếc siêu lướt, cũng không hẳn là siêu lướt. Chiếc này thì thật ra là nó chưa từng được sử dụng cơ anh em ạ. Đây, một chiếc chưa từng được sử dụng chính thức, chỉ mới dùng để chụp ảnh và trưng bày tại cửa hàng thôi. Nhưng hôm nay em sẽ có một chiếc duy nhất giao lưu với anh em. Đó, với cái mức giá của một chiếc đồng hồ cũ thôi, anh em sẽ có một cái deal rất thời khi mà sử dụng và trải nghiệm chiếc Longines Prism này. Chiếc này chúng ta thì sẽ bán ra đi cùng với cả đầy đủ hộp sổ thẻ phụ kiện, cùng với cả giấy chứng nhận cam kết bảo hành sản phẩm của C-Watt Authentic như thế này. Đó, anh em yên tâm trải nghiệm sản phẩm nhé. Mọi thông tin chi tiết để được tư vấn liên hệ, giao lưu mua bán trao đổi thì anh em có thể liên hệ với em Longtime qua số điện thoại, số Zalo 0973 816172, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng C-Watt Authentic ở số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ là một chiếc Prism có đường kính bề mặt là 38,5mm, đi cùng với một cái thiết kế rất là cổ điển, sang trọng và cực kỳ là thanh nhã. Chiếc này chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 38,5mm, phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em. Và chiếc này chúng ta sẽ có cái thiết kế cực kỳ là cổ điển, sang trọng và là một cái phiên bản rất hiếm trên thị trường. Em sẽ biểu diễn cái chức năng của chiếc này cho anh em xem. Đây sẽ là một chiếc trong cái bộ máy cao cấp đến từ Longines, sử dụng cái bộ máy automatic cơ tự động 100%, nhưng mà anh em vẫn được trang bị tính năng lên cốt tự động, lên cốt bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ. Đó, lên cốt rất là nhẹ nhàng thôi và dừng kim giây khi chỉnh giờ. Anh em rút núm ra như này, đồng hồ sẽ ngay lập tức đứng lại và chúng ta có thể chỉnh giờ đến cái giờ chính xác chuẩn từng giây một mà anh em muốn cài đặt cho đồng hồ. Em sẽ chỉnh đến 10 giờ 10 để anh em có thể cảm nhận và quan sát được hết toàn bộ cái sự đẹp đẽ tuyệt vời của chiếc đồng hồ này. Đóng núm lại khi mà anh em đã chỉnh giờ xong để đảm bảo chống nước cho đồng hồ nhé. Trước này chúng ta thì sẽ có một cái dial có màu trắng ngà như này, rất là đẹp mắt và cực kỳ cao cấp. Ngoài ra những cái chi tiết được hoàn thiện trên bề mặt dial thì phải nói là độ hoàn thiện cực kỳ cao. Em quay gần hơn một chút để anh em có thể trải nghiệm chiếc Longines này một cách kỹ càng và đẹp đẽ nhất có thể. Chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế cực kỳ cổ điển với kim stick đến từ Longines, và một cái thiết kế mà khá là ít gặp ở trên đồng hồ của Longines, đó là kim giây small second. Chúng ta có thể thấy là kim giây ở gấp 6 giờ đây, kim nhỏ thôi, đang chuyển động liên tục và rất mượt mà. Kim tuy rất nhỏ nhưng lại là kim quan trọng nhất trên chiếc đồng hồ chúng ta. Nó sẽ quyết định là đồng hồ có chạy nhanh chậm hay không. Cùng với đó là logo của Longines được đặt ở góc 12 giờ với dòng chữ automatic, tên của bộ máy và logo của hình đồng hồ cắt có cánh. Bộ kim trung tâm sẽ là bộ kim dạng màu đen, đó, hoàn thiện rất tốt, thanh mảnh và sẽ cho chúng ta biết là giờ của chiếc đồng hồ đang chỉ giờ bao nhiêu, cùng với cả ô lịch ngày. Ô lịch ngày được đặt ở góc 6 giờ bên dưới của cái small second kim giây của anh chúng ta anh em nhé. Và trước này chúng ta sẽ sử dụng 12 cọc số La Mã ở dạng cọc số viết tay, và nó sẽ có phong cách thiết kế rất là cổ điển với độ hoàn thiện cực kỳ cao trên cái mặt dial này. Anh em thấy là những nét cọc số của chúng ta được viết nét thanh, nét đậm, rất là tỉ mỉ và chỉnh chu. Ngoài cùng chúng ta sẽ có vòng Arturi này, đó, để anh em có thể dễ dàng xem giờ hơn với chiếc đồng hồ chúng ta ngày hôm nay. Một chiếc đồng hồ mang cái phong cách thiết kế cực kỳ là tinh tế và rất là đẹp với độ hoàn thiện. Góc bên phải chúng ta sẽ có một cái núm, và trên núm chúng ta sẽ có phần logo của Longines ở đây. Cùng với đó là bên phải này, bên trái này sẽ là một phần case hoàn thiện bóng. Anh em thấy chất lượng mạ của Longines thế nào ạ? Với Longines thì chất lượng mạ luôn tuyệt vời nhất trong tầm giá luôn anh chị em nhá. Longines thì mạ đấy 3 lần cơ, có 3 lớp mạ ở đây cho một cái lớp mạ cực kỳ đẹp và rất là sang trọng và cực kỳ bền màu với anh chị em. Đó, đi tới mặt sau thì chúng ta sẽ quan sát toàn bộ cái bộ máy được
Longines Decor rất là đẹp và hoàn thiện cực kỳ cao ở phần phía sau này. Bộ máy của chiếc này sẽ là bộ máy caliber L615.3 đến từ Longines, trang bị đến 27 chân kính, hoạt động tần số động là 28.800 VPH cho khả năng tích cỡ đến 42 giờ. Anh chị em thấy là bộ máy này mang lại cái hiệu ứng rất là đẹp mắt và cực kỳ tinh tế khi mà anh em nhìn vào đây, chuẩn chính hãng và cho chúng ta những cái hiệu ứng thiết kế cực kỳ cao cấp và độ hoàn thiện rất là ấn tượng. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có balance spring là bộ cân bằng. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát được cái sự hoạt động của cái bộ máy, trái tim bộ máy, và sẽ có toàn bộ đầy đủ thông tin của hãng ở trên phía trên của bộ cân bằng. Đó, rất là tuyệt vời. Một bộ máy được đánh vân circular, vân Geneva tinh tế, cao cấp và thật sự là đẳng cấp. Ở gần nắp đáy phía sau chúng ta sẽ có tên của bộ sưu tập Prism này. Đó, chống nước ở 33 tương đương 30m, sử dụng kính sapphire và đồng hồ sẽ chế tác từ hoàn toàn là thép không gỉ 316L. Rất là tuyệt vời ở đây. Đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có một bộ dây da cá sấu màu đen, cùng với đó là khóa cài cổ điển của Longines và đầy đủ tag mã của sản phẩm anh chị em nhé. Đó, em sẽ trải nghiệm một chút khi mà lên tay chiếc này để anh em có thể cảm nhận về chiếc Longines Prism này. Với một chiếc Longines Prism size 38.5mm chuẩn thanh lịch, thì cổ tay của em 15.5 đã có thể fit đẹp chiếc này rồi. Anh em cổ tay trong khoảng là từ 17.5 trở lại, đeo chiếc này rất đẹp, độ mỏng tuyệt vời, chỉ 9mm thôi, rất thích hợp với những trang phục công sở thanh lịch, những bộ áo sơ mi không làm cộm lên ở cổ tay áo của anh em. Một cái thiết kế cực kỳ cổ điển, sang trọng và thanh lịch. Chiếc này em đang giao lưu mức giá là 27.500.000, chỉ có một chiếc duy nhất, cam kết hàng chính hãng, bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để anh em chơi. Thì em đang có sẵn chiếc này, anh em có thể đến trải nghiệm tại cửa hàng đồng hồ Seawatt, hoặc anh em ở xa muốn mua sản phẩm, hãy đặt cọc cho em 15% giá trị, em sẽ gửi hàng tận nhà để anh em kiểm tra, nhận hàng và thanh toán. Cam kết chính hãng, hậu mãi trọn đời. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo.